đại phương quảng phật hoa nghiêm phẩm thế chủ diệu nghiêm thứ nhất tập một trăm ba mươi mốt chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ giới niệm biên tập nguyên tâm thời gian ngày hai mươi sáu tháng 4 năm một nghìn chín trăm chín mươi chín địa điểm tịnh tông hợp hội singapore Xin mở bản kinh ra Câu thứ sáu Trường hàng của trời dục giới Diệu quan tràng thiên dương Đắc thị hiện đại bi môn Thôi diệt nhất ký kiêu mạng tràng giải thoát môn Bắt đầu xem từ câu này Pháp sở đắc Của thiên dương là thị hiện đại bi Có tâm Học tập Thì không gọi thị hiện Vô tâm Trong tự tánh tự nhiên Biểu lộ Mới gọi là thị hiện Từ đây có thể biết Nếu Nói một cách nghiêm túc Chỉ có Pháp Thân Đại Sĩ Mới có thể Gọi là thị hiện Tứ thánh Pháp giới Trong mười Pháp giới Thanh văn Duyên Giác Bồ Tát Phơ quả của tạng và thung Có thể nói các ngài thị hiện tương tự Không phải thị hiện chân thật Vì sao vậy? Vì không thể chuyển thức thành trí Những gì này cũng rất từ bi Cũng không quên bản nguyện của mình chúng sinh có cảm thì các ngài có ứng nhưng ứng dù sao cũng không tự nhiên giống như pháp thân bồ tát cũng chính là nói pháp thân bồ tát một chút tạo tác cũng không có không chỉ không có dấu vết tạo tác Thực tế Ngày dấu vết động niệm Cũng không tìm thấy Thế mới gọi là thị hiện viên mạng bậc thánh của tứ thanh Pháp giới Trong mười Pháp giới Tình thức chưa đoạn Cũng chính là nói chưa phá vô minh Các ngài có thể thị hiện Ở trong lục đạo Giáo hóa tất cả chúng sanh Đó là trí tuệ công phu thiền định đắc lực Hoàn toàn hàng phục được phiền não tập khí Nhất định cần phải phá được một phần vô minh Chứng được một phần pháp thân Lúc này tập khí phiền não chuyển thành Trí tuệ bồ đề Mới đích thực là sự chuyển biên lương những đạo lý này chúng ta cần phải hiểu được khi hiểu rồi thì biết chúng ta nên học tập như thế nào có thể lộ ra tâm từ bi vốn có trong tự tánh của mình từ bi của bạn tánh quả nhiên có thể hiển lộ ra nói cho quý vị nghe các thư độc hại ở thế gian này quý vị không còn nữa từ bi có thể tiêu trừ độc hại nói theo hiện tại là có thể giải độc không luận thứ kịch độc nào Gặp từ bi đều được quá giải Ngày nay chúng ta gặp một vài thứ độc hại Không có năng lực quá giải Tự tánh từ bi của chúng ta không hiện ra Cũng chính là nói Chưa minh tâm chiến tánh Tánh đức không có cách bộc lộ có thể thấy tu hành không thể không lấy minh tâm chiến tánh làm tiêu chuẩn không luận tu hành pháp môn nào chỉ có thể nói phương pháp của chúng ta dùng không đồng lối đi không giống nhau nhưng phương hướng mục đích nhất định giống nhau Vì thế Phật mới nói Pháp môn bình đẳng không có cao thấp Đạt đến tiêu chuẩn này Mới xem như là thành tựu Không đạt đến tiêu chuẩn này Không thể xem là thành tựu chân chánh Muốn đạt đến tiêu chuẩn này Đầu tiên cần phải khắc phục tập khí phiền não của bản thân Nhờ già có một câu nói rất hay Khắc niệm tác thánh Niệm ấy là giọng niệm Có thể khắc phục giọng niệm của bản thân Thì quý vị là thánh nhân Câu nói này của nho già cũng phân biệt được rất rõ ràng về thánh phàm phàm phu có vọng niệm thánh nhân không có vọng niệm trong phật pháp cũng là cách nói này phàm phu có vọng tưởng phân biệt chập trước, Đó chính là vọng niệm Đặc biệt là chấp trước Giọng niệm nghiêm trọng nhất Phật dạy chúng ta Dứt trừ giọng niệm trước phải dứt trừ cái nghiêm trọng nhất nghiêm trọng nhất chính là chấp trước không chấp trước thì quý vị vượt thoát luân hồi không phân biệt thì quý vị vừa qua mười pháp giới Do đó bản thân chúng ta Cần phải cố gắng suy nghĩ Nếu ta không muốn tạo thêm Sáu đường luân hồi Nhất định phải buông bỏ chấp trước Chúng ta thường nói Đối với tất cả pháp thế gian Suốt thế gian Ý nghĩ không chế Ý nghĩ chiếm hữu Đều do chấp trước kiên cụ có một chút thì không thể thoát ly lục đạo được hậu quả không thể thoát ly lục đạo chúng ta cần phải biết rõ chân tướng của hậu quả nhất định là ở thời gian dài trong ba đường ác thời gian ngắn trong ba đường thiện đây là chân tướng của sáu đường lục đạo luân hồi còn có thể tiếp tục tạo nghiệp nữa không người thông minh người có trí tuệ biết được nhất định không thể tạo thêm nghiệp ác quý vị sẽ nói khắc phục phiền não tập ký của mình khó từ xưa đến nay người có thể khắc phục được rất nhiều họ có thể làm được chúng ta vì sao không làm được từ đây có thể biết việc này không khó tục ngữ nói lên trời khó câu cảnh người khó thành phật không khó đoạn sanh tử thoát ly luân hồi không phải là gì khó đây là câu chính mình vấn đề chính là bản thân chịu làm hay không thế gian câu cảnh người khó Thanh Phật dễ độ chúng sanh khó Độ chúng sanh là khuyên người Người không nghe thì hết cách Bản thân tu hành chứng quả không khó Những đạo lý này chúng ta cần phải tư duy kỹ càng phải bình tĩnh Thường xuyên suy nghĩ Giúp đỡ người khác không được Nhất định cần phải thanh tựu bản thân mình Chính là Trên khóa địa của Như Lai Cũng không khác nhau Do đó nói Phật không đổ người vô duyên Quý vị nghĩ xem câu này có ý nghĩa gì Nói thật, Bồ Tát tự lợi là chính. Độ chúng sanh là tùy duyên. Chúng sanh không tiếp nhận, quý vị làm sao độ họ? Phật cũng độ không nổi, ta còn có năng lực gì? Nhưng ý nghĩa của câu nói này rất sâu nhất định không thể hiểu lầm cho rằng bồ tát tự lợi là chính chúng ta ngày nay hoàn toàn tự lợi không cần phải lo cho người khác thì quý vị đã hiểu lầm ý nghĩa của câu nói này rồi kể khai kinh nói nguyện hiểu nghĩa chân thật của như lai nói sao dễ dàng ý của tôi thường thường bị người hiểu lầm ý của các vị cũng có thể bị người hiểu lầm do đó ý nghĩa cũng như đạo lý của phật cũng bị nhiều người hiểu lầm bị người xuyên tạc thế nào mới hiểu được nghĩa chân thật hiểu kỹ hiểu sâu bồ tát làm sao thành tựu chính mình Cách của các ngài Chính là lợi ích chúng sanh Lợi ích chúng sanh là Chân chính thành tựu bản thân Bồ Tát xả mình vì người Kỳ thực Là muộn viên mãn vô thượng bồ đề của chính mình Do đó trong kinh điển Đại Thừa Phật thường nói Tự tha không hai Tảnh tướng nhất như Chúng ta nghĩ xem ý nghĩa này Nhất định không phải chia tự tha ra làm hai giấy Thế thì lầm rồi toàn tâm toàn lực vì tất cả chúng sanh tích lũy công đức vì tất cả chúng sanh lại không chấp vào tưởng chúng sanh đây chính là tự lợi thành tựu chính mình không chấp vào tướng chúng sanh nói cho quý vị bốn tướng đều phá rồi bốn tướng này một chấp tất cả đều chấp một cái không chấp thì tất cả đều không chấp tướng ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả đều không chấp không chấp chúng sanh trong đây còn có một thâm ý trong tâm môn nói ngồi đoạn hư không câu này có ý nghĩa gì đồ phá không gian không gian là tướng chúng sanh không chấp tướng thọ giả là độ phá thời gian thời không không bờ đều không còn lúc này là cảnh giới gì một niệm tự tánh một niệm tự tánh hiển tiền một niệm tự tánh chính là Chân như bản tánh của chính mình Trong cảm giới này Chính là minh tâm kiến tánh Kiến tánh than Phật Do đó Tự lợi mới là lợi tha chân chánh Lợi tha tức là tự lợi chân chánh Tự tha không hai nếu lợi tha có nghĩ lợi tha tự lợi có nghĩ tự lợi đó là cảnh giới phàm phu vĩnh viễn không thể thoát ly luân hồi lục đạo vì sao vậy quý vị không thể đột phá thời gian không gian chính vì nhân tố này Do đó Thế Tôn Vì mọi người mà nói bác nhã 22 năm Nói phá 49 năm Thời gian 22 năm nói kinh bác nhã Bác nhã nói làm gì? Phá chấp mà thôi Chấp trước không phá Thì không thể gọi là thị hiện Cho nên Chúng ta thấy được hai chữ thị hiện này Ngài quyết định không phân biệt chấp trước Đây gọi là thị hiện Có phân biệt chấp trước Đang học tập Đang tu học Tu học Pháp môn Đại Bi này Hôm nay chúng ta đang tu học Hướng về Phật Bồ Tát để học tập Ngay trong quá trình học tập Chúng ta hiểu rõ đạo lý này ngay trong quá trình học tập Điều quan trọng nhất là Buồn xuống phân biệt chấp trước Buồn xuống vọng tưởng không dễ Trước tiên buông xuống phân biệt chấp trước Giữa qua mười pháp giới Đến nhất chân pháp giới tiếp tục Buông bỏ vọng tưởng Chúng ta nếu không biết hạ công phu ở đây Thì tiến bộ sao được Đừng nói là tiến bộ chậm chạp Chậm chạp không sai Nói chung dẫn tiến Tiến chậm đúng rồi Không có khả năng tiến bộ Không có khả năng tiến bộ Cần phải hiểu không tiếng thì thoại. Đây là đạo lý nhất định. Thoái làm sao? Đây là nói tóm tắt điểm chính. Ý nghĩa của thị hiện Đại bi Bi là hương xót Tất cả chúng sanh khổ nạn Muốn làm thế nào Để giải trừ khổ nạn Của những chúng sanh này Tâm này gọi là tâm bi hiện tại chúng sanh trên thế gian này rất khổ so với quá khứ sự thống khổ này tăng thêm gấp mấy lần không nên thấy vật chất văn minh ngày ngày đang tiến bộ hiện tượng này đích thực là tồn tại nhưng luân lý đạo đức không chỉ là tiêu dâm dần dần có thể nói đã không còn sót chút gì mà luân lý đạo đức là cơ sở cho sự an định hòa bình phồn dinh hưng thịnh của thế gian nếu những thứ này không có hưởng thọ vật chất văn minh quý vị cần phải hiểu được đó là tạo vô lượng vô biên tội nghiệp Người trong lúc hưởng thọ giật dục Tự nhiên sinh ra Đố kỵ oán hận Các thư quan niệm Sai lầm bất thiện Hình thái ý thức Thế là Tạo tác Các thứ nghiệp ác Tâm bất thiện Hành vi ác độc này Đã phá hoại xã hội an bình Tạo thành thiên tai nhân hòa chúng ta hôm nay nói những lời này đại đa số các vị đồng tu đều có thể nghe hiểu được cũng có thể lý giải bởi vì hiện tượng xã hội này ở trước mắt chúng ta chúng ta đều thấy được khi xưa nói kinh nếu nói những lời này cho quý vị rất khó tin không thấy được chỉ là suy đoán từ trên lý luận gieo nhân nào gặt quả ý chỉ là suy đoán ở trên lý luận hiện tại nhân duyên quả báo này đã ở trước mắt chúng ta Các quả báo này mỗi ngày mỗi tiếp cận với chúng ta. Nếu trong lúc này chúng ta vẫn không giác ngộ rốt ráo, không thể quay đầu 180 độ. Chúng ta sẽ thế nào? Chư Phật Bồ Tát Thị hiện Đại Bi Thị hiện cho chúng ta thấy Trong hoàn cảnh này chúng ta làm sao Để tự cứu Làm sao để thoát khỏi Làm thế nào để kết phát Tâm chân thành Tâm thanh tịnh Tâm từ bi của mình Kết phát ra Sau đó cũng học Bồ Tát Thu được một chút hiệu quả Thôi việc nhất thiết yêu mạng tràng Tất cả tập khí kiêu mạng Hành vi kiêu mạng Của chúng sanh Tràng là cao rõ Rất nổi bật Đây không phải là nói xã hội hiển tiền sao Tham sân si mạng đã phát triển đến cực điểm phát triển đến nội không thể cứu vãn do đó mới gây nên xã hội biến động nhân dân khổ cực Cho dù là người phú quý ở thế gian này Có quyền lợi Có tài sản Có địa vị Chúng ta bên tĩnh quan sát Họ cũng không sống được một ngày an ổn Sống trong Lo âu Sợ hãi thân tâm không được an ổn đây là hiện tượng sinh hoạt của chúng sanh trong một đời này người không hề nghe phật pháp không học phật thì không cần nói đến đồng tu học phật chúng ta đồng học xuất gia cũng hoang mang bất an so với người tu hành thời xưa tâm định biết thực họ thường trụ trong giới định tuệ tâm được an định Phiền não nhẹ trí tuệ tăng trưởng Chúng ta trong cao tăng truyện Cư sĩ truyện Thiện nữ nhân truyện Đồng tu học Phật Những sách này cần phải đọc nhiều Sẽ tăng trưởng đạo tâm của chúng ta đó gọi là kiến hiền tư tề thấy người thành tựu như thế chúng ta tự nhiên sanh tâm ngưỡng mộ phát sanh tâm ý muốn học theo họ tâm họ thanh tịnh bình đẳng an định tâm tình ngày nay của chúng ta nông nổi không chỉ không lìa bỏ danh lợi không lìa tham sân si mạng mà còn danh lợi tham sân si mạng vẫn ngày ngày tăng trưởng quý vị nói sao được trong không có định công không chỉ tập khí vọng tưởng của bản thân mình ngoài không có trí tuệ thấy rõ tất cả sự cám dỗ bất thiện bên ngoài không có định tuệ Mặc dù giữ giới thanh tịnh Nghiêm trì giới luật Nhưng hoàn toàn tu thiện pháp hữu lậu thế gian Không phải công phu Đời sau được phước báo mà thôi Khổ tu một đời này Chỉ đổi được phước báo đời sau Do đó quý vị cần phải hiểu được Trì giới nhất định phải được định Tu định nhất định phải khai tuệ Chỉ có định tuệ hiến tiền Công phu mới đắc lực Không luận tu học pháp môn nào Định tuệ là cơ sở Niệm Phật không ngoại lệ Định có thể hàng phục tập khí phiền não của bản thân Tuệ có thể không bị cảnh giới bên ngoài cảm dỗ Sau đó quý vị mới có thể học tập Đại Từ Đại Bi làm sao giúp đỡ xã hội này hướng dẫn chúng sanh khiến cho họ nghe được thấy được có thể giác ngộ hồi đầu nhưng chúng ta cũng không thể một mực mong muốn Hy vọng họ mau chóng giác ngộ Mau chóng hồi đầu Không thể có suy nghĩ này Chúng ta phải làm nghiêm túc Bắt đầu từ bản thân mình Trong kinh Phật thường dạy chúng ta Vì người diễn nói Diễn là biểu diễn Làm cho người thấy thật có năng lực không chỉ phiền não tập khí của bản thân thật có năng lực không bị cảnh bên ngoài cám dỗ cần phải làm tấm gương tốt cho người thấy. cần phải hiểu được đạo lý ngăn chặn sai lầm từ đầu biết cách ngăn chặn sai lầm từ đầu chúng ta mới có thể chân chánh giúp chính mình giúp người khác nhất thiết kiêu mãn tràng là nếp sống của xã hội hiện đại nếp sống này không tốt lắm nhưng hiện tại nếp sống này rất phổ biến mầm độc này của chúng sanh rất sâu rất nghiêm trọng chúng ta thử nghĩ chính bản thân mình có hay không Trị bệnh trước trị chính mình Bản thân không trị nổi Muốn trị cho người khác Không có đạo lý đó Trị bệnh của mình trước Nho gia đối với ngạo Quý vị thấy lễ ký Lễ ký thanh quan luật Các vị đồng học đều có cả Mở khúc lễ trang thứ nhất Vừa mở bài Bật thánh triết Dạy cho chúng ta Ngạo không được tăng trưởng dù không được phóng túng Vì sao nói câu này Do gia là Pháp Thế gian Tiêu chuẩn không cao Lời Phật nói là Pháp xuất thế chàng Mục đích là thoát ly sáu đường luân hồi sanh tử Do đó, ngạo cần phải đoạn Dục cần phải dứt Do già không bảo quý vị đoạn, không thể tăng trưởng Khuyên quý vị dừng lại đúng lúc Đó là gì? Chưa ra khỏi luân hồi lục đạo Hy vọng quý vị có thể tiết chế Đời sau quý vị còn có thể tái sinh Làm người không đọa tam độ Mục tiêu của Phật Pháp là dạy chúng ta giải thoát Ly luân hồi sanh tử Do đó những thứ này phải đoạn Đoạn từ tâm lý Đoạn trên hành vi Đoạn cả lý lẫn sự Chúng ta mới được cứu Phải chân chính Thể nhận Cái khổ của ba cõi Ba cõi toàn khổ quái dục khổ khổ hoại khổ hành khổ đều đầy đủ trời cõi sát Tuy không có khổ khổ nhưng có hoại khổ hành khổ quái trời vô sắc này rất cao minh ngay cả nhục thân cũng không cần quái lên mà người thế gian chúng ta nói bởi vì không có sắc thân không có quải khổ nhưng còn có hành khổ phật nói ba quải toàn khổ quý vị ở quải sắc quải vô sắc vẫn có thể duy trì được không hành khổ ý là duy trì không lâu Thọ mạng đến vẫn bị đọa lạc đọa giàu đâu ngạn ngữ đã nói trèo cao té nặng trong kinh phật nói với chúng ta thiên nhân cõi tứ thiền thiên nhân cõi tứ không thọ mạng đến Hầu như đều là đọa địa ngục A tỳ Địa ngục vô gián Đích thực là trèo cao té nặng Trong đó có đạo lý Không phải không có đạo lý Trong kinh Phật nói rất rút ráo Rất rõ ràng Chúng ta ngày nay Vì quan trọng nhất Làm sao cứu mình Kiếp nạn thật sự nếu hiển tiền Không thể chạy trốn Đây là cộng nghiệp chiêu cảm Người học Phật không sợ chết Người học Phật biết chết là gì chết bất quá là sự chuyển biến của thời gian không gian chúng ta từ không gian này chuyển đến một không gian khác người thế gian gọi là sống chết phật pháp gọi là chuyển biến các vị thầy trong hội lăng nghiêm thế tùng thuyết pháp cho vua ba tư nặc vừa ba tư nạc hiểu được đạo lý này. Ông nghe xong rất vui bởi vì ông sợ chết. Phật nói với ông không có chết. Sau khi chết rồi quý vị xem trong kinh bình thường nói 49 ngày đi đầu thai. 49 ngày là thời gian rất dài. Có vài nơi nói chết rồi lập tức đi đầu thai do đó sống chết giống như thay áo quần mặc áo cởi áo thay một bộ y phục đổi một thân thể đây là chân tướng sự thật nhân quả bất không bất không chính là tương tục bất không chuyển biến bất không sống chết là sự chuyển và tương tục của nhân quả Vấn đề này lại đến Ta bỏ thân thể này Tương lai lại đổi thân khác Đổi thân gì? Nếu đổi thân suốt sanh Đổi thân ngã quỷ Càng đổi càng tệ Giống như thay y phục Y phục này của ta vẫn không tồi Cởi ra thay một bộ khác so với bộ này Rất nát hơn, khó nhìn hơn Người thông minh Người có trí tuệ Hiểu được Đoạn ác tu thiện Tích lũy công đức Tương lai thân thể họ càng đổi càng thù thắng Đời sau họ đổi thành thân trời Trời chúng ta biết có 28 tầng có thể đổi đến pháp giới tứ thánh dễ càng thù thắng thù thắng nhất là đi đến thế giới tây phương cực lạc thấy phật a di đà đó là gì đổi thân phật sang đến thế giới tây phương cực lạ chính là thân phật quý vị niệm kinh vô lượng thọ đã thông suốt Thế giới Tây Phương Cực Lạc là thế giới bình đẳng Hạ hạ phẩm giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Thân tướng cũng giống như Phật A-di-đà vậy Trong kinh cho chúng ta Hình dung sắc thân chân kim tử mà Ánh sáng tướng hảo Chẳng gì sánh bằng Thân có vô lượng tướng Tướng có vô lượng vẻ đẹp Người thông minh nhất Thế nào mới có thể giảng sanh tỉnh độ Trong kinh vô lượng họ nói rất rõ ràng Rất minh bạch quý vị cần phải thật sự hiểu được cần phải chân chánh làm theo khi giáo phủng hạnh thì nhất định giảng sanh trong kinh vô lượng thọ mức độ yêu cầu của phật đối với chúng ta không cao Vì sao? Bởi, Bởi mục tiêu của Ngài Là muốn Năm thừa Đều sanh vào cõi báo Nếu tiêu chuẩn cao hơn, Họ không thể làm được à, Do đó mức đúng đúng độ đúng yêu đúng cầu đúng. ở đó không cao Mỗi người đều có thể làm được Mỗi người đều có thể giảng sanh Yêu cầu thấp hơn so với tiêu chuẩn sanh thiên Sanh thiên Tứ dương thiên Đao lợi thiên ở cõi dục phải tu thượng phẩm thập thiện nghiệp đạo Mới có thể sanh Trời giả ma trở lên Ngoài thượng phẩm thập thiện nghiệp đạo ra Cần phải có định công Định công này là vị đáo định Định chưa tu thành nhưng có định vẫn còn có công phu trợ giúp thêm Thiền định nếu tu thành công Quý vị sẽ ở cõi sắc Vừa qua cõi dục Quý vị nghĩ thử Công phu thiền định là gì? Nói đơn giản Thật sự có thể đạt đến Ngoài không chấp tướng trong không động tâm Thì công phu thiền định này thành tựu Đối với Danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần Hoàn toàn không hưởng thụ Thì đến quái sắc Lìa xa cõi dục Nếu còn tồn tại một chút ý niệm Hưởng thọ ngũ dục lục trần Thì không ra khỏi cõi dục Quý vị vẫn còn dục Do đó định Vừa mới nói qua Định là trong phục phiền não Tuệ là ngoài không chấp tướng tác dụng của định chính là khai trí tuệ đây mới có thể đến được cõi sắc quý vị nghĩ xem đến cõi sắc rất khó đến trời cõi sắc giảng sanh thế giới tây phương cực lạ tiêu chuẩn của cõi phàm thánh đồng cư So với đây thấp hơn nhiều Chúng ta đi rất dễ Bốn tầng trời trên quả dục Cũng là phục phiền não Công phu phục phiền não ấy sâu Chúng ta giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạ Cũng là phục phiền não Công phu cạn Quý vị không phục được phiền não Quyết định không thể giảng sanh Câu nói này của người xưa Phải ghi nhớ kỹ Từ từ để tư duy Miệng niệm di đà tâm tán loạn Niệm rách cổ họng cũng uổng công Làm, Làm sao mới giảng sanh Miệng niệm di đà tâm thanh tịnh Nhất định có thể giảng sanh Do đó nhất định cần phải hiểu rõ Tiêu mạng Tham si là bệnh nặng của chúng ta là đại họa của chúng ta hôm nay nói mầm độc đây là mầm độc rất nghiêm trọng trong thân thể chúng ta quý vị không biết đây là Mầm độc rất nghiêm trọng Thì không thể nghĩ ra cách đối trị nó Biết đây là mầm độc nguy hiểm Không chỉ uy hiếp thân mạng Thân mạng được xem là gì Là mầm độc của Pháp thân quậy mạng Là nghiệp duyên của địa ngục Ngạ quỷ súc sanh Nếu chúng ta không dứt bỏ những thứ này đi Thì tai nạn của ba đường ác Quyết định không thể tranh Má người rất ngắn Sau khi chết rồi đi về đâu nếu những mầm độc này quý vị không nghĩ cách tiêu trừ nó nói cách khác báo ứng ba đường ác trong nháy mắt quý vị không có biện pháp để tránh khỏi chúng ta hiểu rõ chúng ta minh bạch tự mình cứu mình là quan trọng Do đó nói Phật không độ chúng sanh Ai độ quý vị Tự mình độ mình Phật nói lời thành thật Phật làm tăng thượng duyên cho chúng ta Chúng ta không biết những chân tướng sự thật này Không hiểu được những đạo lý của vũ trụ nhân sinh Phật Đại Từ Đại Bi Đem chân tướng sự thật này nói cho chúng ta Sau khi hiểu rõ Phải tự mình cứu mình Nếu Phật có thể cứu chúng ta Thì sớm đã đến cứu chúng ta Nếu Ngài có thể cứu mà không cứu chúng ta Thì tâm từ bi ở đâu? Không có biện pháp cứu người Do đó trong Kinh Đại Thừa Phật thường nói Phật không độ chúng sanh Ngài nói chân thật Chúng sanh được độ đều là tự mình giác ngộ Tự mình hiểu rõ Tự mình tiêu trừ những mầm độc này Đây mới có thể được độ Ân đức của Phật đối với chúng ta chính là giáo quân Bản thân chúng ta có thể thành tựu hay không Đó đều do y giáo phụng hành không thể y giáo phụng hành Thì không có tác dụng Cần phải hành Biết nói không có tác dụng Nói dù hay đến đâu Nói lừa loát Đáng vào địa ngục Vẫn phải vào địa ngục Hoàn toàn không phải Giảng kinh giảng hay Thì không bị đọa địa ngục Không có đạo lý này Vẫn đọa như thường Niệm Phật rất tốt Vẫn đọa địa ngục Cần phải hiểu để thực hành Thay đổi tâm lý Quý vị mới có thể được độ Do đây có thể biết Câu nói này Chúng ta cần phải đem nó trở về Bồ Tát vì chúng ta thị hiện môn đại bi Phá quỷ tất cả tiêu mạng tràng của bản thân chúng ta Trước cần phải diệt trừ phiền não của mình Sau đó làm gương cho người khác thấy Hướng dẫn người khác Làm cảm động tất cả chúng sanh Dùng tâm chân thành để làm Thì có thể cảm động tất cả chúng sanh Tình ý giả dạ dối không làm được Nhất định cần phải dùng tâm chân thành Để cảm động tất cả chúng sanh Bản thân chúng ta được độ Cũng khiến cho tất cả chúng sanh được độ Ý nghĩa giải thoát phía trước Nói rất nhiều Không cần nói nữa Xem tiếp gì sau cùng Tịch tỉnh cảnh thiên dương đắc điều phục nhất thiết thế gian sân hại tâm giải thoát môn chúng ta đọc qua nghiêm hình như từng câu nói đều là nói cho người hiện tại chúng ta tâm sân hại của tất cả thế gian Sự tướng này Cũng hiện ra trước mặt chúng ta Nếu chúng ta thường đọc Lịch sử Đông Tây Thì Quý vị có thể thấy Rất tin tưởng rất rõ ràng từ xưa đến nay đấu tranh nhân loại không hề gián đoạn khi xưa trong nước ngoài nước đều không có gì khác đặc biệt là đấu tranh trong cung định Đấu đá nhau Cha con đấu nhau Anh em tranh giành Vợ chồng tranh đấu Dùng mọi thủ đoạn Vì điều gì? Vì quyền lực Tham dục Từ đây sanh ra tâm sân hại Diễn biến đến ngày nay Có thể nói cả xã hội biến thành tâm sân hại Của tất cả thế gian Thật đáng sợ quá khứ dân gian còn tốt một chút bây giờ không tìm được không tìm thấy khi xưa dân gian còn tiếp nhận qua giáo dục luân lý đạo đức giáo quân của thánh hiền xưa lúc đó giáo dục chưa phát triển trường học rất ít dân thường học những điều này từ đâu hơn phần nữa là Cha mẹ Trưởng bối Nói cho họ nghe Giá lại Cha mẹ trưởng bối Cũng làm gương cho họ thị Từ nhỏ đã thị Cha hiện còn hiểu Anh em hòa thuận Họ từ nhỏ trưởng thành Trong hoàn cảnh xã hội này Nhìn thị họ thấy cha mẹ họ đối với ông nội họ như thế nào ấn tượng này rất sâu sắc còn từ hí kịch ca vũ ngày xưa hí kịch ca vũ ở nông thôn giao dịp lễ tết ngày vui Đều mời đoàn kịch đến diễn hí kịch Nội dung trong vở kịch Quý vị xem xem nội dung của kinh kịch Không ngoài bốn chữ Trung hiếu tiết nghĩa Khổng phu tử Chỉnh lý thơ ca sau này trở thành kinh thư Kinh thư là thứ gì Ca khúc được xã hội đương thời yêu thích Khổng phu tử là người có ý chí Khắp nơi sưu tập Gồm góp lại rất nhiều Loại bỏ tất cả những điều ảnh hưởng không tốt cho xã hội Giữ lại 300 bài tiêu chuẩn của ông là gì ba chữ từ vô tà lấy cái này làm tiêu chuẩn cũng chính là Chánh tư duy nhà Phật nói những thứ này trở thành y cứ dạy học hơn hai ngàn năm của Trung Quốc Rải khắp trong dân gian Dân gian khi nông nhàn khi rảnh rỗi Đều thích tìm giải trí Trong giải trí là giáo dục Ngộ ý để cho vui Tôi không biết Quý vị nghe qua Thuyết thư chăng Đại cổ thư Khi nhỏ tôi đi học Sau khi tan học thì Nghe đại cổ thư Ở quán trà Pha một tách trà Nghe thuyết thư điều đó rất thú vị đó chính là tiếp thu giáo dục giáo dục xã hội bây giờ quý vị đọc điện tôi tặng cho quý vị câu chuyện nói về việc giáo hóa của các bậc đế dương thời cổ đại tên này là tôi đặt tên sách vốn là thánh dụ tượng giải Đề mục này tuy rất đơn giản Nhưng người bây giờ thấy mục này thì không hiểu Chuyện của vua chúa thời xưa giáo hóa lão ba tánh Hoàn toàn dùng kể chuyện, thuyết thư Ca sướng, diễn hí kịch, biểu diễn Đó là giáo học Vậy quý vị làm người thế nào? Vậy làm việc thế nào? Quý vị học được những nguyên lý nguyên tắc này Trong đó Quý vị sẽ biết làm người Có thể phục vụ Do đó giáo dục luân thường đạo lý xưa Dùng phương pháp này để truyền bá đã được mục đích giáo hóa chúng sanh Tuyệt đối không phải ca vũ Hí kịch như bây giờ Ca vũ hiện đại Hí kịch hiện đại Dạy người những gì Dạy người sát đạo dâm vọng Quý vị nói xã hội này phải làm thế nào Do đó hiện tại Những ca vũ hí kịch Nhà biên kịch Người biểu diễn Đều là ma dương Không phải người bình thường Đem quỷ diệt hết giáo quấn Của Thánh Hiền Để người thế gian sanh ra quan niệm sai lầm Cho rằng lời dạy của Thánh Hiền Đều là thứ hại người Đều là thứ lạc hậu Đều là thứ lỗi thời Nên bỏ nó đi cho những việc sát đạo dâm vọng này là việc tự nhiên liều mạng cạnh tranh làm những việc này xã hội làm sao không rối loạn căn nguyên của thiên tai nhân quả chính là ở chỗ này do đó chúng ta hôm nay đọc đoạn văn này tịch tỉnh cảnh thiên dương Đắc điều phục nhất thiết thế gian sân hại tâm Sân hại tâm của tất cả thế gian này làm sao điều phục Yêu thương chân thành Đại từ đại bi mới có thể điều phục Mạc Pháp một dạng năm đã qua Thời đại diệt Pháp Thế gian này không có lời giáo huấn của Thánh Nhân Người không biết lễ nghĩa liêm sĩ Tạo tác nghiệp ác Thì càng khổ hơn Tuy Phật không còn ở đời Chúng ta thấy trong kinh địa tạng Phật đem sứ mạng giáo hóa chúng sanh Quỷ thác cho Bồ Tát địa tạng Cho nên sau khi diệt Pháp Còn có Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian Giáo hóa chúng sanh Đây là chỗ từ bi đến cùng cực của Phật Chẳng qua khi ấy không phải dùng thân Phật trụ thị Có thể biến hóa phương thức Biến đổi danh mục Cũng là khuyên tất cả chúng sanh Đoạn á tu thiện quay đầu là bờ Do đó tôi từ những điểm này Thể hội được rất sâu Phật Thích Ca Mâu Ni Vì sao phải thị hiện Xuất gia Tu hành Hoàng Pháp Tôi thể hội được Một phần ý nghĩa từ trong đó Chưa Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian là vì cái gì? Chính là gì Điều phục tâm sân hại Của tất cả thế gian Là vì điều này mà đến Tâm người bây giờ Tư tưởng kiến giải phức tạp biết bao Tâm tư của họ rất loạn Bên trong Phiền não tập khí Từ vô thị kiếp đến nay Sự cám dỗ bên ngoài Không chỉ là sự cám dỗ Thành sắc danh lợi hữu hình Đây là cái có hình Cái vô hình là sự nhiễu sóng từ trường Quý vị thấy ở trên tay mỗi một người bây giờ Đều cầm radio, điện thoại Nó đều phát ra sóng Thì quý vị hiểu được sóng trong không gian bây giờ phức tạp như thế nào Thứ này chúng ta sẽ bị ảnh hưởng Sự ảnh hưởng này quý vị không nhìn thấy Nếu không cẩn thận, không phát hiện được Chịu sự nhiễu sóng rất lớn chúng ta vì sao từ sáng đến tối lo lắng dớ dẫn có quan hệ lớn với cái này từ trường này không tốt lắm vấn đề này cái gì có thể giải quyết Tôi cũng đã nói rất nhiều lần Vấn đề này chính trị không thể giải quyết Phật Thích Ca Mâu Ni vốn là dương tử Ngài không thể là một vị lãnh tụ chính trị Để giải quyết vấn đề Chính trị không thể giải quyết Làm đế dương cũng uổng công Chúng ta thấy trong kinh điển Phật Thích Ca Mâu Ni thiếu niên võ nghệ cao cường rất nổi tiếng ngài có thể làm tướng quân có thể làm thống soái nhưng việc này vũ lực không thể giải quyết do đó ngài bỏ phương thức này Còn bây giờ Kinh tế không thể giải quyết Sau chiến tranh thế giới thứ hai Nước Mỹ Ra sức phát triển kinh tế Hiện tại chúng ta thấy hậu quả Của việc phát triển kinh tế Sau một cơn bão kinh tế ập đến Biết bao nhiêu người phá sản không chỉ những gia đình bình thường phá sản Mà quốc gia cũng phá sản Vì thế sự việc này kinh tế không phải phương pháp hay Phật Thích Ca Mâu Ni thà nguyện đi từ nhà khất thực Không làm kinh tế Khoa học kỹ thuật không cần phải nói Ngày nay Chiến tranh mang tính quỷ diệt thế giới Khoa học kỹ thuật mang đến Phương pháp nào có thể giải quyết được Dạy học Trong học ký nói Kiến quốc quân dân giáo học di tiền Dạy học của khổng lão phu tử Dạy học của Phật Thích Ca Mâu Ni Họ biết chỉ có dạy học Khiến cho tất cả chúng sanh giác ngộ Mục đích của dạy học là gì? Phá mê khai ngộ giúp tất cả chúng sanh giác ngộ giác ngộ thì họ hồi đầu đây mới là cách giải quyết vấn đề chân chính không vậy sao được chúng ta hôm nay thể hội rất sâu Chỉ có Tâm yêu thương chân thành Bố thí vô tư Chỉ dạy tận tình Thì vấn đề được giải quyết Phật Thích Ca Mâu Ni Biểu hiện phương pháp này cho chúng ta thấy Do đó tôi nói Phật Thích Ca Mâu Ni là một người đảm nhận trách nhiệm Giáo dục xã hội. Không chỉ là ngôn giáo, quan trọng hơn là thân giáo của ngài. Ngài làm gương cho chúng ta thấy giờ đó những việc đã làm đều hàm chứa sự giáo dục rất sâu. Chúng ta phải thể hội được điều này Cần phải học tập trong đó Sống Đời sống Rất tầm thường Đời này sống được tự tại Tuyệt đối không được để hoàn cảnh cuộc sống Khơi dậy tham sân si của quý vị Người thế gian Lúc nào cũng nghĩ Đời sống vật chất của mình Phải không ngừng nâng cao Cần phải kiếm một số tiền Phải sống đời sống tốt hơn Phật Thích Ca Mâu Ni Sống đời sống Ở mức độ thấp nhất Mãi mãi duy trì Không phải không thể sống đời sống tốt hơn một chút Ngài có thể Vì sao Ngài không nâng đời sống của mình Cao hơn Nâng cao thì có tham dục Có phiền não Mãi mãi duy trì ở mức độ này Chính là hoàn toàn khống chế phiền não ngài làm gương cho chúng ta thị biểu diễn cho chúng ta xem mà chúng ta không chú ý nên không nhìn ra thế tường suốt đời tùy duyên mà không phan duyên tuyệt đối không nói tôi muốn ăn món gì không có Khất thực, người ta cho gì ăn nấy Đây gọi là tùy duyên Tôi muốn ăn món gì, phàn duyên rồi Muốn ăn món gì, tâm tham đang quỷ phá Ăn không được thì khởi tâm sân hận Khởi phiền nào Hoàn cảnh cư trú, căn phòng này còn muốn căn phòng đẹp hơn Cũng là dần dần tăng trưởng tâm tham Do đó đời sau Những vị tổ sư đại đức Ở Am Tranh Suốt đời ở lều cỏ Am Tranh Đời sống ung dung tự tại Họ cũng làm gương cho chúng ta thấy Giả lại am tranh cũng là tự mình dựng Không phải thuê thợ làm Ở núi lấy vật liệu tại chỗ Chặt dài cây dựng thành sườn nhà Rồi các một ít tranh cỏ kết lại Quý vị nói tự tại không? Cuộc sống này rất đơn giản Không có một chút lưu luyện sau này những đảo tràng chùa miếu am đường trang nghiêm này, hơn một nửa là do nhà nước xây dựng, còn có một số là do những trở giả giàu có cúng dường, các tổ sư đại đức cũng tùy duyên. Tuyệt đối không có tâm yêu cầu Làm như thế này làm thế nọ Vô tâm thành tựu Có tâm thì rơi vào trong ý thức Quý vị còn nghĩ liễu sanh tử ra khỏi ba cõi còn nghĩ giảng sanh thế giới cực lạ để thầy phật a di đà những đạo lý những chân tướng sự thật này chúng ta học phật có thấy được hay không có thể hội được hay không quý vị cần phải thấy được thể hội được hiểu bản thân nên làm thế nào Do đó hy vọng các vị đồng học đọc kim Cần phải từ chỗ này để quan sát Thể hội Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai Điều phục tâm sân hại của tất cả thế gian Chúng ta ở chỗ này thêm chính mình Điều phục tâm sân hại của chính mình trong tất cả thế gian trước tiên hạ thủ từ chính mình bắt đầu từ bản thân chúng ta mới có năng lực ảnh hưởng người khác chỉ có thể nói ảnh hưởng hướng dẫn tuyệt đối không thể khống chế người khác tuyệt đối không thể yêu cầu người khác nhất định làm thế này làm thế nọ nếu quý vị yêu cầu người ta không nghe quý vị có sanh phiền não không người ta làm hay không việc của họ không việc gì, gì với ta chúng ta hiểu được không nói cho họ chúng ta xin lỗi họ chúng ta nói với họ họ không làm là bản thân họ xin lỗi chính mình trách nhiệm này của chúng ta đối với họ đã hết như thế mới thanh thản tuyệt đội không cô phụ tất cả chúng sanh điều mà tôi hiểu đều nói cho họ làm hay không là ở chính bản thân của họ họ thành tựu hay không cũng là chính bản thân họ Đối với ta chắc chắn là không có liên quan Tâm từ bi không lìa tâm thanh tịnh Bản thân thật sự làm được Làm gương cho mọi người xem Xem hiểu hay không hiểu Là do căng tánh Thiện căn Phước đức nhân duyên của họ Người có nhân duyên Không nhìn ra Có một cơ duyên như thế Định nghe giảng Chúng ta giảng cho họ nghe Chúng ta ở thế giới ta bà Đích thực Nhĩ căng nhạy bén hương nhãn căng Quý vị nói cho họ nghe Dĩ giác ngộ Bảo họ xem có lẽ suốt đời họ cũng không nhìn ra Ngày ngày trước mặt họ biểu diễn cũng không nhìn ra Đây chứng minh lời của Bồ Tát Giang Thù nói không sai Nhĩ căn của chúng sanh ở thế giới ta bà rất nhạy bén Đây mới là chân giáo thể thanh tịnh ở âm văn thế tường suốt đời giảng kinh thuyết pháp cho mọi người khổng phu tử cũng là dùng âm thanh để dạy học do đó đại thánh nhân đều hiểu rõ chân tướng sự thật hôm nay thời gian đã hết chúng ta dạng đến đây